Gà chết đẻ trứng. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cháo cho nóng. Hôm nay mẹ thấy đỡ mệt hơn không? Tội nghiệp mẹ, cơ thể suy nhược mà ngày nào cũng chỉ được ăn cháo trắng thì làm sao mà khỏe lên được. Chỉ hiềm một nỗi trong nhà đến gạo ăn cũng không còn, thì mình biết lấy gì bồi dưỡng cho mẹ đây? Đúng rồi, mình phải sang hàng gà bên cạnh mua chịu một con về bồi dưỡng cho mẹ. Dù kham khổ mấy cũng không để mẹ ốm mà không có chút thịt ăn được. Không biết ông ta có bán chịu cho mình không đi. Thôi thì cứ phải liều hỏi xem sao. Thay chà, nay anh ớt có cổ sao mà đến mua gà thế này? Chọn đi, hôm nay con nào cũng ngon, cũng béo múp cả. Mẹ tôi ốm nặng, tôi muốn mua một con gà nấu cháo, về nấu cháo cho mẹ bồi dưỡng. Nhưng tôi chưa có tiền. Ông chủ cho tôi nợ đến mua gặt được không ạ? Mua chịu ư? Hôm nay ế ẩm chưa bán được con nào. Thôi được, bình thường tôi không bán chịu đâu, nhưng nể anh là hàng xóm, mẹ anh lại đang ốm, nên tôi có thể xem xét. Với lại tôi chỉ bán chịu gà luộc thôi, gà sống thì không được. Vâng, thế cũng được ạ. Nhưng giá bán chịu không thể như bán tiền ngay được. Tôi bán một con gà 2 đồng, anh mua chịu thì phải 3 đồng. 3 đồng, đắt vậy sao? Thôi thì 3 đồng, nếu không mua thì có lỗi với mẹ lắm. Tôi đồng ý, cho tôi con gà béo nhất. Ông chủ đắt hàng không? Tôi đến trả tiền gà cho ông. Đây, 3 đồng của ông. Cảm ơn ông đã bán chịu ạ. Này anh kia, 3 đồng là thế nào? Anh phải trả tôi 100 đồng, không kém một xu. 100 đồng? Ông nhớ nhầm rồi, hôm nay tôi chỉ mua một con gà chỉ có 3 đồng thôi. Đúng là anh chỉ mua một con. Vâng vâng, ông nhớ ra rồi hả? Nhưng cậu nghĩ xem, con gà đấy nếu cậu không đem về ăn thì 3 tháng nay nó đã đẻ được cả 100 quả trứng. Nếu đem ấp nở thì sẽ được cả 100 con gà rồi ấy chứ. Chưa kể nếu 100 con gà ấy mà đẻ tiếp thì không biết sinh ra bao nhiêu tiền mà kể. Lấy cậu có 100 đồng là còn rẻ chán. Mau trả tiền đi. Sao lại thế được chứ? Rõ ràng hôm đấy ông nói có 3 đồng mà 100 đồng thì tôi đào đâu ra mà trả ông? Đào đâu ra trả là việc của mày, không trả là không xong với tao. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao nợ người ta mà không chịu trả? Hai người có chuyện gì vậy? Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết. Xin bác phân giải hộ. Tôi mua chịu một con gà luộc nhà bác này với giá 3 đồng. Hôm nay đến trả, ông ấy đòi 100 đồng. Sao lại vô lý vậy được? Mà tôi cũng không thể có ngần ấy tiền mà trả đâu. Cậu nói thế mà nghe được à? Tôi đã bán chịu cho cậu, cậu còn không biết ơn. Con gà mà để tới hôm nay đã đẻ được cả 100 trứng, nở ra cả 100 con, tính ra còn có thể sinh lợi đến cả mấy trăm đồng bạc ấy chứ. Tôi nể tình cậu là hàng xóm, chỉ lấy 100 đồng là đã chăm trước rồi. Hay cũng có lý, đúng là như vậy. Bác ta nói đúng đấy, cậu nên trả tiền đi. Nhưng tôi làm gì có tiền, chành chụm mấy tháng mới đủ 3 đồng mà trả nợ, giờ thành 100 đồng thì tôi chịu. Thôi thế này, dù sao cũng là người cùng làng, tôi sẽ cho cậu vay trả nợ. Vậy ông về lấy ngay đi, nếu chưa cầm tiền tôi không để cậu ta đi đâu. Giờ thì không được rồi, tối tôi mới đem sang được. Giờ về tôi phải đi rang mấy mẻ thóc giống để mai còn gieo mạ. Rang thóc để gieo mạ à? Này ông có bị chập mạch không đây? Thóc đã rang làm sao mà nảy mầm? Ông không muốn giúp thì thôi, sao lại vào đây kiếm chuyện bông đùa là mất thời gian của tôi. Tôi nói thật mà, thóc rang chín rồi mới nảy mầm được. Vô lý, hạt thóc đã chết còn đòi sinh sôi nảy nở nữa. Vậy sao con gà luộc của ông lại vẫn sinh sôi nảy nở được đấy thôi? Gà luộc rồi mà ông còn tính cho nó sinh đẻ ra được mấy thế hệ nữa còn gì. Thôi ông ạ, nhận của cậu ấy 3 đồng tiền gà là ông đã bán giá cao rồi.
Không nên vì đồng tiền mà dùng mọi thủ đoạn để chèn ép người yếu thế hơn mình. Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn thôi. Công việc đáng giá. Thưa cha, cha đang suy nghĩ gì thế? Cha uống cốc nước cho đỡ khát. Ta năm nay đã 84 tuổi rồi, không còn sung sức như trước nữa. Ta không thể đến bên cạnh giường của những người sắp từ giã cõi đời, lắng nghe những tâm sự cuối cùng của họ nữa. Ta thấy... Cha đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc đó, đến quên cả bản thân rồi còn gì nữa. Đã đến lúc cha cần nghỉ ngơi rồi. Ta không thể nghỉ ngơi được. Ta phải làm một cái gì đó cho đời. Ta phải viết một cuốn sách để nói cho mọi người nghe và cảm nhận về cuộc đời, sự sống và cái chết. Cha, cha đang có bệnh, cha phải giữ gìn sức khỏe chứ. Không sao, kinh nghiệm cho ta thấy ta vẫn phải làm việc. Chào bà. Linh Mục có nhà không thưa bà? Tôi rất muốn gặp ông ấy. Có, nhưng mà ông ấy đang rất mệt và nằm nghỉ trong phòng ạ. Vậy ư, nhưng mà tôi đang có việc, rất cần gặp ông ấy. Vậy mời bà cứ vào. Thưa cha, chồng con năm nay 72 tuổi. Ông đang hấp hối trên giường chờ từ giã cõi đời. Trước khi chết, ông ấy rất muốn được gặp cha. Cha có thể đến gặp chồng con được không ạ? Kìa, bà không thấy sao? Ông ấy cũng yếu lắm rồi, chẳng thể đi đâu được nữa. Dạ tôi biết. Nhưng mà thưa sơ, đây là nguyện vọng cuối cùng và duy nhất của chồng con. Cầu xin cha hãy đồng ý. Thôi được, vậy bà hãy dìu ta đến gặp ông ấy. Cha, khi còn trẻ, con rất thích âm nhạc. Con đã từng học thổi kèn cùng với nhạc trưởng nổi tiếng Trần Tuấn và vượt xa thành tích của ông ta. Nhưng năm 20 tuổi, con lại mê buôn bán và từ bỏ âm nhạc. Nếu không vì thế, con đã trở thành một nhạc sĩ không tồi chút nào. Bây giờ con vô dụng, nuối tiếc vì đã không làm nên trò trống gì, mặc dù phải tất bật cả cuộc đời. Con xin Thượng Đế cho con thêm một cơ hội để học lại âm nhạc. Con cứ yên tâm nhắm mắt, ta sẽ cầu nguyện cho con những điều tốt lành nhất. Ta cũng cảm ơn con bởi chính những lời cuối cùng này của con đã cho ta hiểu một điều vô giá trong cuộc sống. Mình sẽ biên soạn lời sám hối của những người sắp chết thành một cuốn sách. Dù cảm nhận của mình về cuộc đời, về sự sống có sâu sắc thế nào, cũng không gợi mở được nhiều điều bằng những lời sám hối của những người đang cận kề cái chết. Mình sẽ đặt tên cuốn sách là Lời Nói Cuối Cùng. Trời ơi! Toàn bộ tâm huyết của ta, tất cả giờ đã hết rồi. Sau bức tượng Chúa Giê-xu có một phong thư, trong đó có một câu nói mà ta muốn để lại cho đời sau. Đây là câu nói được đúc kết từ những lời sám hối của hơn 10.000 người sắp từ giã cõi đời. Đó cũng chính là câu nói được đúc kết từ hơn 90 năm sống trên cõi đời của ta. Giá như thời gian có thể quay ngược lại, thì trên đời này sẽ có một nửa số người có thể trở thành vĩ nhân. Thời gian là vốn quý giá nhất của con người. Khi đã có một mục tiêu, ước mơ nào đó, hãy kiên định thực hiện đến cuối cùng. Đừng để đến lúc nhìn lại chỉ thấy hối tiếc vì khoảnh khắc đẹp đẽ đó đã đi qua và không bao giờ quay trở lại. Đam mê cháy bỏng.
Trò Jolo, sao trò không học bài như các bạn mà lại nằm ngủ thế kia? Thưa thầy, bài khó quá, con đã suy nghĩ rồi đấy ạ, nhưng con không nghĩ ra được cách giải nên thôi con không nghĩ nữa. Bài khó thì trò phải dành thêm thời gian tập trung suy nghĩ, tìm cách giải quyết chứ. Lùi bước trước khó khăn thì làm sao có hiểu biết. Thế trò có khao khát để có được sự hiểu biết không? Thưa thầy, con rất khao khát để có sự hiểu biết, nhưng con không biết có cách nào để có được khao khát đó ạ. Thầy có thể giảng cho con hiểu thế nào là khao khát không ạ? Được rồi, trò hãy đi theo ta. Trò mau nhảy xuống đây cùng ta. Thưa thầy, nhảy xuống đó để làm gì ạ? Trò mau nhảy xuống đây. Ôi, thầy làm gì vậy? Thầy định làm gì thế ạ? Khi bị dìm dưới nước, trò cảm thấy thế nào? Thưa thầy, con thấy rất khó thở, bức bối và muốn thoát khỏi tình trạng ấy ngay lập tức, không thì sợ rằng mình sẽ chết mất. Trò đã làm những gì để lên được bờ? Con vùng vẫy chân tay, con đã đẩy thầy ra để lao vào bờ. Nếu bình thường ở trên bờ, trò có đẩy ta không? Ôi thầy, con xin lỗi, con thật là bất kính. Ta không trách trò, khi trò bị dồn vào tình thế nguy cấp giữa ranh giới sống và chết thì khao khát được sống sẽ trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Khi ấy, trò sẽ tìm được mọi cách để được sống. Đó là bản năng và cũng là nhu cầu của mỗi con người, khao khát có được sự hiểu biết cũng vậy. Dạ, con đã hiểu rồi ạ. Đây là câu chuyện có thật của nhà triết gia vĩ đại Socrates khi dạy dỗ các đệ tử của mình. Hàng ngàn năm qua, bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta ngày hôm nay. Đó là thành công, không chỉ có hy vọng mà cần phải có một khao khát cháy bỏng. Lối thoát không tưởng. Tránh ra, mau tránh ra. Bắt hết những tên Do Thái cho ta. Tuyệt đối không được bỏ sót một ai hết. Frank, nhất định anh sẽ quay về với em. Hãy cố gắng sống tốt và chờ anh nhé. Trại tập trung Osquisim. Đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Không biết tôi có qua được đợt kiểm tra này không nữa. Nghe nói nếu không qua được đợt khám sức khỏe thì chúng sẽ cho chúng ta vào phòng khí độc cho đến chết đấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Đành phó thác cho số phận vậy. Tên này trông vẫn còn khỏe. Đứng sang bên này. Tên này già yếu quá. Hãy tống hắn vào phòng khí độc đi. Ôi không, xin hãy tha cho tôi. Tôi không muốn phải chết. À, ôi lạnh quá. Làm nhanh lên, đồ ngu, đừng có lười biếng. Lạy chúa, sao chúng ta lại phải chịu đựng cảnh sống này cơ chứ? Đừng than vãn nữa. Nếu chúa nghe được những lời cầu xin của chúng ta thì chúng ta đâu có phải bị đánh đập như thế này. Ê, mấy tên kia, mau làm việc đi. À, bọn này ác quá. Đúng vậy, chúng coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác cả. Chẳng nhẽ chúng ta cứ phải ở đây chịu chết sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng trước tiên chúng ta vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng đã. Ăn uống kiểu này thì sao đủ sức làm việc được. Sống thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta cũng phải bỏ xác nơi này mất.
Thế mà anh cũng ăn nổi à? Phải cố thôi, phải ăn thì mới có sức chứ. Chẳng nhẽ anh muốn bị tống vào phòng khí độc à? Tôi thì phải cố sống để thoát ra khỏi đây. Thoát ra khỏi đây. Dậy, dậy mau, đến giờ làm việc rồi. Giờ mới là nửa đêm mà, sao đã bắt dậy rồi? Làm nhanh lên, làm không xong thì đêm nay ông cho chúng mày vào phòng khí độc hết. Không biết các bà vợ của chúng ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của chúng ta nhỉ? Tốt hơn là các cô ấy đừng nhìn thấy. Tôi chỉ ước họ sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn chúng ta trong trại tập trung của họ. Nhất định ta phải sống và ra khỏi đây. Sao ngày nào anh cũng cạo râu vậy? Chỉ có cách này tôi mới mong thoát khỏi các cuộc kiểm tra sức khỏe thôi. Thật sao? Đúng vậy, anh thấy đấy, khi ta cạo râu, gương mặt ta sẽ có vẻ hồng hào hơn, có sinh khí hơn, cơ hội thoát chết của ta cũng nhiều hơn. Anh nè, liệu có cách nào thoát khỏi nơi quỷ quái này không nhỉ? Ôi, ông bạn yêu quý của tôi ơi, đã đến chỗ này rồi, chưa bao giờ có ai nghĩ đến chuyện bỏ trốn cả đâu. Thôi, hãy chăm chỉ làm việc đi, như thế còn có cơ hội sống sót thêm được vài ngày nữa. Còn gia đình anh thì sao? Chẳng nhẽ anh không muốn gặp lại vợ con anh sao? Tất nhiên là muốn chứ, nhưng ở đây canh chừng nghiêm ngặt lắm, chắc chỉ có đến lúc chết chúng ta mới thoát khỏi nơi đây. Không, nhất định ta phải sống và thoát khỏi nơi này. Ta đã có cách rồi. Người thanh niên tưởng chừng như sắp phải bỏ mạng nơi trại tập trung của Đức Quốc xã ấy. Bằng nghị lực và ý chí của mình, anh đã thoát khỏi cảnh tù đầy và sau này đã trở thành một vị tiến sĩ rất nổi tiếng. Làm thế nào để nhìn nhận và nắm bắt cuộc đời? Điều đó hoàn toàn do chúng ta quyết định. Những người thành công luôn dùng những suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan nhất và những kinh nghiệm quý báu nhất để chi phối, điều khiển cuộc sống của mình. Những người thất bại thì ngược lại hoàn toàn. Cuộc đời của họ chịu sự chi phối của những thất bại trong quá khứ. Nhân viên mẫu mực. Chào ông Jack. Cháu chào ông Jack ạ. Chào hai mẹ con. Hôm nay cháu học tốt chứ Tom? Dạ. Ông Jack ơi, hôm nay cháu được 10 điểm bài kiểm tra toán đấy nhé. Ồ, cháu giỏi quá. Vậy thì ta sẽ thưởng cho cháu một cây kem nhé. Cháu cảm ơn ông ạ. Ông chiều Tom quá rồi đấy. Ồ, có gì đâu, phải có phần thưởng kịp thời để động viên cậu bé chứ. Chào cháu. Chào cô ạ. Tom ơi, con ăn xong thì ngồi ngoan ở đó chờ mẹ nhé. Dạ, con không đi đâu đâu ạ. Chào hai chị. Chào Sala. Ngày nào cô cũng rất đúng giờ. Chắc chúng tôi sắp phải lấy thêm hàng rồi. Ông chủ đang ở trong phòng làm việc đấy. Vậy ạ, tốt quá. Tôi sẽ vào gặp ông ấy. Chúng tôi có hẹn với ông chủ cửa hàng này để giới thiệu một sản phẩm mới. Ông ấy đâu rồi? Ông chủ đang có khách. Mời hai cô ra ghế kia đợi một chút. Ông ấy sẽ ra bây giờ. Này nhóc, ra chỗ khác chơi. Để chỗ này chúng tôi còn làm việc với ông chủ bây giờ. Vài hôm sau. Tom, kem của con đây. Ra ghế ngồi ăn chờ mẹ một lát nhé. Dạ. Cháu chào cô. Chào Tom, hôm nay lại được gặp cháu. Sao cô lại biết tên cháu ạ?
À, hôm trước cô nghe mẹ cháu gọi tên cháu mà. Chào cô. Chào ông. Sala đấy à, tôi cũng đang muốn gặp cô. Có lẽ chúng tôi không thể lấy hàng của cô được nữa. Sao vậy thưa ông, tôi đã giao hàng cho ông mấy năm nay rồi mà. Đúng vậy, nhưng có lẽ sản phẩm của cô giao chưa phù hợp với cửa hàng của chúng tôi lắm. Nếu ông có gì chưa hài lòng, xin hãy nói với tôi, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của cô. Nhưng trước mắt cô không cần giao hàng tiếp nữa. Nếu cần, tôi sẽ gọi cô sau. Dạ, vậy thì tôi xin phép. Chào ông. Chào Jen nhé. Dạ, chào chị. Chào cháu. Dạ, cháu chào cô ạ. À, tại sao lại vậy nhỉ? Sao ông ấy lại chấm dứt hợp đồng với công ty mình đột ngột vậy nhỉ? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Chào ông Jack. Ồ, chào Sala. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng tôi rất băn khoăn. Không hiểu vì lý do gì mà ông lại chấm dứt hợp đồng một cách đột ngột như vậy. Sala ạ, giờ tôi lại đổi ý rồi. Cô cứ tiếp tục giao hàng cho tôi nhé. Thật vậy ư thưa ông? Thưa ông, tôi rất cảm ơn ông. Nhưng ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy không ạ? Thực ra, gần đây chúng tôi có nhận được một vài đơn hàng từ những nhân viên tiếp thị khác với mức giá ưu đãi hơn. Vì vậy, tôi có ý định thử chuyển sang bên đó xem sao. Nhưng lúc nãy, sau khi cô đi rồi, cậu bé Tom đã chạy lại và nói với tôi rằng cô là nhân viên tiếp thị duy nhất đến cửa hàng chào cậu ấy. Nếu có người nào đáng được cộng tác kinh doanh, thì người đó chính là cô. Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của cậu bé. Thì ra là vậy, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi phải cảm ơn cả cậu bé Tom ấy nữa. Trong cuộc sống này, sự quan tâm, sự xem trọng người khác là điều rất cần phải có trong mỗi chúng ta. Nó sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Hãy biết quan tâm hơn tới những người xung quanh mình, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày nhiều niềm vui. Sẽ vẫn còn nguyên. Con trai à, con ra kia chơi đi, cho ba làm việc một chút. Nhưng con thích ở đây với ba cơ. Đi ra đi. Con có thấy như thế là làm phiền ba không? Con có mau đi chỗ khác chơi không? Hay để ba cho một trận đây. Chỗ này không phải là chỗ con chơi đâu. Tấm bản đồ này khá rắc rối, nhiều chi tiết, rất khó để có thể ghép lại nếu xé nó ra. Khoan đã, chờ ba một chút. Dạ, ba có việc gì nhờ con ạ? Đúng vậy. Con trai à, nếu như con ghép lại được tấm bản đồ này, ba sẽ thưởng cho con một thanh sô-cô-la. Con sẽ làm, nhưng ba hãy giữ lời hứa đấy. Con mang sang phòng bên, cứ từ từ mà làm đi nha. Việc này sẽ khiến thằng bé phải mất cả buổi chiều để ghép tấm bản đồ này đấy. Và ta sẽ được yên tĩnh. Con có gì muốn hỏi ba hả? Con còn thiếu một mảnh ghép nữa. Ba có thấy không ạ? Ba làm sao có thể thấy được chứ? Con hãy tự tìm đi. À, con thấy rồi. Cảm ơn ba. Lại có chuyện gì nữa đây? Con có biết là ba đang chuẩn bị bài giảng cho ngày mai hay không? Ba, con đã làm xong rồi. Con có làm đúng ý ta bảo không đấy? Không thể nào nhanh như vậy được. Ba hãy nhìn xem con có làm đúng hay không. Con trai, sao con lại có thể ghép các mảnh bản đồ bị xé đó nhanh như vậy? Chuyện này cũng đơn giản thôi ba ạ. Đằng sau tấm bản đồ có tấm ảnh chụp một người,
Con chỉ việc ghép tấm ảnh chụp người đó lại với nhau, lật ngược lại là xong. Bởi vì khi nhìn người đã ghép chuẩn xác thì chắc chắn tấm bản đồ thế giới cũng sẽ đúng. Dạ, con trai của ta, cảm ơn con. Con đã giúp ba có được chủ đề cho bài giảng ngày mai. Nếu như một người chuẩn xác thì thế giới cũng sẽ chuẩn xác. Con trai ạ, con đã làm rất tốt. Ba sẽ thưởng cho con 2 thanh sô-cô-la, được chứ? Chắp cánh ước mơ. Nào, đi ra kia, cỏ non hơn kìa. Ôi, mệt quá. Mấy con dê này nghịch thật. Em phải đuổi theo nó mãi. Lùa nó về đây, không thì nó đã lạc đâu rồi. Các con để cỏ đấy cho cha. Mau đi học đi, không lại muộn giờ. Dạ, vâng ạ. Chúng con đi đây ạ. Hai thằng chăn dê kìa, chúng mang cả mùi hôi của đàn dê tới trường, thật là kinh khủng. Bọn mày có im đi không? Ăn cỏ đi, ăn cỏ đi, cỏ non này. Quá lắm rồi đấy. Vào lớp thôi. Hôm nào đi học cũng bị chúng nó trêu chọc thôi. Em không muốn tới trường nữa. Anh cũng vậy. Hay hôm nay mình không học nữa. Mình sẽ nói với cha từ nay mình không tới trường nữa. Phải đấy, đi học mà bị treo ghẹo thế này thì chán lắm. Ơ kìa, sao các con không ở lớp học mà lại ở đây? Cha ơi, anh em con đi học toàn bị treo là hai thằng chăn dê thôi. Anh em con không muốn tới trường nữa. Trời ơi, nếu chúng không đi học thì làm sao thoát được cuộc sống cực nhọc này? Phải tìm cách gì đó khiến chúng thay đổi suy nghĩ mới được. Ôi, chim nhạn bay qua kìa. Ước gì mình được bay lên như chim nhạn thì hay biết mấy. Ừ, mình sẽ bay đến khắp mọi nơi và không còn phải chăn dê hay bị treo ghẹo nữa. Các con có muốn bay lên như chim nhạn kia không? Ôi, được thế thì còn gì bằng. Chúng con muốn được bay lên lắm ạ. Cha có cách nào bay được không cha? Nào, bay lên nào. Ôi, nhưng cha đã quá già rồi nên không thể bay được. Nhưng cha có cách này giúp các con có thể bay được. Thật vậy ư cha? Vậy cha nói cho bọn con cách bay đi cha. Mà có khó không cha? Khó chứ, nhưng cũng không khó nếu như các con có sự bền bỉ, kiên trì. Vậy các con có làm được không? Dạ, chúng con làm được ạ. Tốt lắm, vậy ngay từ ngày mai các con phải gắng học tập, thu nạp kiến thức, nỗ lực, sáng tạo không ngừng thì không gì là không thể. Nếu các con không tới trường, không ra sức học tập thì các con sẽ mãi chỉ đi chăn dê, sống khổ cực và bị treo ghẹo và sẽ mãi mãi không bao giờ bay được. Ồ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Vậy là chúng con phải học thật giỏi. Đúng rồi. Các con hãy học tập thật giỏi. Bạn bè sẽ không ai trêu ghẹo các con nữa. Và đến một ngày, các con sẽ thực sự bay lên bằng chính sức mạnh của bản thân mình. Cha tin tưởng ở các con. Dạ, chúng con xin lỗi cha. Ngày mai chúng con sẽ đi học ạ. Nhạn à, chờ nhé, chúng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi và sẽ có ngày chúng tôi bay lên được như các bạn. Họ chính là Orville và Wilbur, hai anh em nhà Wright đã có công phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới, biến ước mơ bay lên ngày thơ ấu thành sự thật nhờ ý chí quyết tâm cùng niềm đam mê luôn cháy bỏng. Cái giá phải trả.
chào giám đốc ạ. Xin chào mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Sĩ Hùng, một chuyên gia kỹ thuật do Trung ương cử xuống để cố vấn chuyên môn cho nhà máy chúng ta. Ồ, hay quá. Anh ta chắc giỏi lắm đây. Nghe nói anh ta là tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài đấy. Trẻ thế mà đã là tiến sĩ, quả là hiếm có. Mình phải làm việc ở một nơi tồi tàn thế này sao? Không vì nể mặt cấp trên giao phó, chắc mình sẽ chẳng bao giờ về đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sĩ Hùng, tiến sĩ khoa học. Sau này có khó khăn hay khúc mắc gì trong công việc, các bạn cứ hỏi tôi. À đây, đây là chỗ ngồi của anh. Hả? Sao tôi lại có thể ngồi đây chứ? Tôi cứ nghĩ rằng về đây, tôi phải có một phòng làm việc riêng chứ. Ồ, đúng đúng, tôi sợ ý quá. Được rồi, để tôi bảo nhân viên thu xếp ngay cho anh một phòng. Ghê gớm đây, chỗ ngồi đẹp thế này còn đòi phòng riêng, phần biệt đẳng cấp với chúng ta rồi. Ừ, người ta là tiến sĩ cơ mà. Cái ông Sĩ Hùng, cậy mình có tí chuyên môn mà kiêu kỳ quá, chẳng coi ai trong nhà máy ra gì sếp ạ. Ừ, đến tôi anh ta còn chẳng nể mặt nữa là. Nhưng do trên trung ương cử anh ta xuống nên đành phải nhịn thôi. Kìa, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi kìa. Ồ, chào anh, hôm nay cũng rảnh rỗi đi câu đấy à. Tay Sĩ Hùng này thật kiêu ngạo, mình chào mà nó còn không thèm đáp lại. Ngồi một tí đã mắc tiểu rồi. Cậu có đi cùng tôi luôn không? Sếp vui tính quá. Bên kia có mỗi một cái nhà vệ sinh nhỏ xíu, làm sao mà hai người cùng đi được. Thôi, sếp đi trước đi, rồi em đi sau. Hai cái ông này ồn ào quá, làm sao mà câu được. Mình có nằm mơ không nhỉ? Không phải mơ mà. Chẳng lẽ anh ta biết khinh công? Chịu ướt một tí thì mới nhanh được, chứ đi vòng sang đó thì phải mất 10 phút. Dạ, em thì chỉ mất 10 giây thôi. Hả? Cả anh trưởng phòng cũng làm được sao? Chẳng lẽ người ở đây đều là cao thủ võ lâm? Ôi, mắc tiểu quá đi. Ở đây lại có mỗi cái nhà vệ sinh bên kia. Bây giờ chẳng lẽ lại đi vòng qua hồ? Hai người kia sẽ cười mình thối mũi. Mình là tiến sĩ mà sao có thể thua kém họ được. Thôi, nhìn một tí rồi về nhà giải quyết vậy. Trời ơi, không chịu nổi nữa rồi. Hay sang hỏi bọn họ cho nhanh. Không, không, mình là tiến sĩ mà, sao có thể hỏi được. Sếp nhìn kìa, anh ta làm sao mà cứ nhảy tưng tưng lên thế nhỉ? Hay là câu được con cá to nên sung sướng quá? Cứu với, cứu, cứu, cứu với, cứu, cứu, cứu với, cứu, cứu. Sao tôi không đi qua hồ như các anh được? Cái hồ này có cây cầu nhỏ nối hai bên bờ. Mấy ngày nay mưa, nước dâng lên che mất cây cầu đó rồi. Nhưng chúng tôi đều biết chính xác vị trí của nó, cho nên vẫn có thể đi qua một cách dễ dàng. Sao anh không hỏi trước một tiếng? Tôi... Thực ra, tiến sĩ không phải điều gì cũng biết. Không nên để sĩ diện làm mình mệt mỏi. Lột xác. Ồ, có thế mà cũng không đỡ được. Người bé tí thế kia thì làm được gì chứ? Mau đi đi. Thôi, đi ra ngoài đi, để người khác thay.
người vừa thấp bé lại vừa nhút nhát như cậu, làm hỏng hết tư thế của đội. Ừ, phải đấy, mau đi đi. Thằng mạnh coi kìa, lại bị hội kia đuổi đấy mà. Ừ, người gì mà bé như cái kẹo ấy. Chả biết về sau có làm được trò trống gì không, chứ bây giờ thì chán quá. Họ không chơi với mình, lại còn coi thường mình nữa chứ. Không được, nhất định mình sẽ làm cho họ phải khâm phục. Này, cậu có thể làm gì để đạt được điều đó chứ, khi cậu bé tẹo thế này? Ừ, đúng thế. 10 năm sau. Lớp mình đến đủ cả rồi, chúng ta hãy cùng chụp một kiểu ảnh đi. Hình như vẫn thiếu anh chàng nhút nhát các cậu ạ. Thằng mạnh còi á, tôi nghĩ giờ này có lẽ cậu ta đang phải đi hành khất rồi, nên không đến được đâu. Thưa ngài, hôm nay ngài có lịch đi dự buổi gặp mặt của trường. Ồ, tôi quên mất. Cô hãy chuẩn bị xe cho tôi và một lẵng hoa đi kèm. 5 phút nữa tôi sẽ xuống. Tôi đã nghĩ sẽ làm việc cho một công ty nước ngoài, nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi rất buồn vì công việc hiện nay không được suôn sẻ lắm. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Mạnh Hùng, người được mệnh danh là to cao nhất trường, chơi được tất cả các môn thể thao một cách xuất sắc. Tôi đang làm nhân viên hành chính của công ty in văn học. Trước đó, tôi đã từng mở một công ty riêng, nhưng công việc không được tốt lắm. Cuộc sống thật nhiều điều khó khăn, và mọi chuyện không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Chào anh ạ, mọi người chờ anh lâu rồi, mời anh lên hàng ghế đầu tiên ạ. Ồ, cảm ơn cô, tôi ngồi đây được mà. Không được ạ, chỗ của ngài ở trên kia, đây là sự sắp xếp của ban tổ chức, mong ngài đừng làm khó tôi. Ồ, được thôi. Này cậu à, người ngồi trên kia là ai thế nhỉ? Không biết, nhưng sao trông rất giống Mạnh nhút nhát. Đúng vậy, rất giống, nhưng chắc nhầm thôi. Làm sao Mạnh lại có thể giàu có oai vệ như vậy chứ? Và bây giờ, xin mời nhà tài trợ chính cho trường chúng ta và cho chương trình hôm nay lên sân khấu. Xin mời ông Mạnh, tổng giám đốc tập đoàn PBN. Mạnh, cậu nghe thấy không? Hay chính là cậu ta? Đừng vội, nhiều người có cái tên đó mà. Mình không nghĩ là cậu ấy đâu. Thưa các bạn, tôi xin nói thêm rằng trường của chúng ta thật vinh dự và tự hào, bởi chính là nơi đã đào tạo nên một doanh nhân nổi tiếng, ngài Nguyễn Văn Mạnh ngày nay, người đang sở hữu hàng chục công ty của tập đoàn PBN với tổng tài sản lên tới hàng triệu đô la. Ồ, hóa ra là Mạnh còi ngày xưa à? Cậu ta quả là người thành đạt. Cậu ta chính là tổng giám đốc tập đoàn PBN danh tiếng, đang đầu tư cả khu đô thị lớn nhất thủ đô đó ư? Cậu ta có thể vượt qua chúng ta nhanh như vậy sao? Thật không thể tin nổi. Thưa ngài, ngài có thể chia sẻ bí quyết thành công của bản thân cho chúng tôi nghe không? Rất cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra, bí quyết của tôi rất đơn giản. Nó chỉ gói gọn trong 3 chữ: sự tự ti. Anh ta nói gì kỳ cục vậy nhỉ? Đúng thế, có ai nói sự tự ti là bí quyết thành công bao giờ? Đúng vậy, anh ta khùng rồi. Hay định bày trò gì không biết. Quả là như vậy. Trước đây, tôi là một cậu học sinh nhỏ bé nhút nhát nhất lớp. Không ai muốn nói chuyện với tôi, dù tôi đi học hay bắt đầu bước vào cuộc sống. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng cảm thấy rất tự ti, vì ai ai cũng giỏi hơn mình. Vì vậy, nên tôi đã không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu trong suốt những năm qua. Cậu ấy nói hay quá, đúng không? Thật bất ngờ. Mà cậu làm sao vậy? Mình thấy xúc động quá. Ngày xưa, chính mình là một trong những người thường xuyên chăm chọc, đã kích cậu ấy. Cậu ấy quả là người có nghị lực phi thường. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Những gì mà anh đang nghĩ cũng chính là những điều tôi đã nghĩ cách đây 10 năm tại trường học. Tôi tin chắc sau này anh cũng sẽ thành công. Cảm ơn anh. Tôi đã luôn nghĩ mình tài giỏi nhất.
Nhưng khi gặp anh, tôi đã có động lực để tiến lên. Tôi đã hiểu, khi tự ti, tôi sẽ nỗ lực, và chỉ có nỗ lực hết mình, tôi mới có thành công. Bức ảnh hoàn hảo. Chàng thanh niên trẻ Robert Capa, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp khoa chính trị của trường Đại học Berlin. Cha mẹ kính mến, con vừa thấy được Tây Ban Nha. Cuộc nội chiến ở đây đang nổ ra rất ác liệt. Ngày mai, con sẽ bắt đầu cùng các chiến sĩ xông pha ra chiến trường. Con rất yêu thích công việc chụp ảnh chiến trường này và sẽ cố gắng hết sức. Cha mẹ đừng lo gì cho con hết. Chúc cha mẹ mạnh khỏe. Tôi không muốn cái máy ảnh của mình bị bỏ không đâu. Trời, đến lúc này mà anh vẫn còn nghĩ đến cái máy ảnh sao? Nó không đơn thuần chỉ là một cái máy ảnh đâu. Nó là cả sinh mạng của tôi đấy. Anh thật kỳ lạ. À, mà tôi có một món quà đặc biệt cho anh nè. Cà Ba thân yêu, cha mẹ rất lo lắng cho con. Chiến trường là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Cha mẹ đã già rồi, mà chỉ có mình con. Con hãy nhanh chóng xin quay lại nước đi. Cha mẹ mong sớm được gặp con. Cậu còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi. Đây là phóng viên của báo Time. Những bức ảnh chiến trường của cậu đã làm rung động hàng triệu con tim độc giả. Hôm nay, cô ấy muốn đại diện tờ Time để phỏng vấn cậu. Xin chào cô. Dạ, xin chào anh. Tôi chỉ xin anh một phút vì anh còn đang rất mệt. Chụp ảnh chiến trường là một công việc rất khó mà không phải ai cũng làm được. Xin hỏi anh có bí quyết gì để một chàng trai trẻ mới ra trường như anh lại có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời như vậy? Tôi không có bí quyết nào cả. Tôi chỉ luôn tâm niệm trong lòng một điều. Nếu như bức ảnh của anh chụp chưa được tốt lắm thì đó là do khoảng cách chiến trường chưa đủ gần. Ôi, đó là một câu trả lời đầy khí phách và lòng dũng cảm. Vài tuần sau. Robert Capa là người được giới truyền thông và báo chí trên thế giới tôn vinh là phóng viên nhiếp ảnh chiến trường vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20, đồng thời cũng là phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất từ trước đến nay của lịch sử báo chí thế giới. Câu nói của ông, nếu bức ảnh bạn chụp chưa được tốt lắm, thì đó là do khoảng cách lửa đạn của chiến trường chưa đủ gần, đã cho ta một bài học vô giá, đó là những người không có tinh thần hiến dâng cho sự nghiệp thì vĩnh viễn không thể làm nên những sự nghiệp vĩ đại có giá trị đến muôn đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!